Mến chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của Lekan News. Từ những nguồn tin chính thống, chúng tôi mang đến những tin tức mới mỗi ngày. Mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chính của bản tin hôm nay. Ô tô tông bay xe đạp khi vào cua, bé gái thoát nạn trong gang tấc. Theo camera an ninh, tại một khúc cua đường làng, ô tô màu trắng di chuyển chậm với tốc độ tầm 30 km/h. Khi vào cua, tài xế đã cẩn thận bấm còi. Thế nhưng ở chiều ngược lại, một bé trai đang đi trên một chiếc xe đạp đã sang đường bất cẩn, dẫn đến va chạm. May mắn, ngay lúc then chốt, bé trai đã kịp thời buông tay lái. Dù không bị cuốn theo xe đạp, cũng không trực tiếp va chạm với ô tô. Nhưng do hoảng hốt, em đã văng vào bờ rào nhà dân, bị xây xát nhẹ là bài học cho em, chú ý hơn khi tham gia giao thông, đặc biệt là sang đường. Góc quay cận nhìn thấy ô tô đi nhanh, nhưng nhìn kỹ đoạn va chạm sẽ thấy xe đang đi rất chậm. Bé trai sang đường ẩu quá hoặc bị hết hồn với tiếng còi xe, không liên quan nhưng camera này chất lượng thật, rõ nét chân thật từ âm thanh đến hình ảnh, gắn camera này chống trộm thì đỉnh luôn. Không tìm thấy con gái, gia đình ông Hát ở huyện Triệu Phong, Quảng Trị nghi cháu đã bị bắt cóc nên đã huy động người thân chạy đi tìm và báo với cơ quan công an. Trưa ngày 20 tháng 8, ông TQH, trú tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, bố của bé gái A đã kể lại việc đi tìm con khi nghi con bị bắt cóc. Theo ông H, tối ngày 19 tháng 8, cháu A ra trước cửa hàng của gia đình để chơi, địa điểm ở bên quốc lộ 1A ở thôn Hà Xá. Khoảng 30 phút sau, gia đình không thấy cháu A nên đi quanh tìm nhưng không thấy. Nghi cháu ra bị bắt cóc, gia đình ông lập tức báo với cơ quan công an rồi huy động người nhà đi tìm. Cậu của cháu A chạy theo quốc lộ 9 hướng lên cửa khẩu để tìm. Khi đến địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, thì phát hiện người đàn ông điều khiển mô tô chở theo bé gái mặc áo giống cháu mình. Bám theo một đoạn, xác định đúng cháu A, người cậu liền ép xe dừng lại để cứu cháu. Khi đưa về nhà, cháu A kể lại với gia đình, khi đang chơi bên đường thì người đàn ông không quen biết đã kéo cháu lại và đưa lên xe mô tô rồi chạy đi. Theo công an huyện Triệu Phong, sau khi nhận được tin báo của gia đình ông H về việc cháu A nghi bị bắt cóc, đơn vị này đã triển khai lực lượng tìm kiếm. Khi cháu được tìm thấy, công an huyện Triệu Phong đã phối hợp với công an huyện Cam Lộ đến hiện trường. Thông tin ban đầu cho thấy, nghi phạm liên quan đến vụ việc trên là ông BC, 63 tuổi, trú tại thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong. Thời điểm bị tạm giữ, ông BC có nồng độ cao. Đến trưa ngày 20 tháng 8, ông C vẫn đang bị công an huyện Triệu Phong tạm giữ để điều tra, làm rõ. Một chiếc xe buýt ở Argentina đang đi bỗng nhiên bốc cháy và lửa lan ra tạo thành một hàng rào lửa chắn ngang đường cao tốc, khiến hành khách trên xe thì cuống cuồng tháo chạy, còn một số xe ô tô đã liều lĩnh phóng xuyên qua lửa. Hành khách trên chiếc xe buýt đi qua đường cao tốc General Pass ở Buenos Aires, Argentina vào ngày 16 tháng 8 đã có một trải nghiệm kinh hoàng. Xe buýt đang đi bình thường bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Những hình ảnh từ camera an ninh của cảnh sát cho thấy chiếc xe buýt lớn đã phải dừng lại và một nhóm hành khách vội vàng rời khỏi xe trong khi khói bốc lên, lửa lan ra rất nhanh. Được trang Fox News miêu tả như là cháy rừng và nhanh chóng bao trùm chiếc xe buýt. Sau đó lửa cháy ngang đường cao tốc, tạo thành một hàng rào lửa thẳng tắp chắn đường. Một số xe ô tô vẫn cố lao qua ngọn lửa. Khung cảnh khói lửa mù mịt trên đường cao tốc trông như phim hành động. Một chút sau, lửa cháy rất to, trùm cả mấy làn đường nên xe cộ phải dừng lại. Theo truyền thông địa phương, nguyên nhân gây ra cháy là vấn đề về kỹ thuật điện của xe, còn việc có hàng rào lửa chắn đường là do xăng chảy thành đường thẳng ngang qua đường và trời lúc đó đang có gió nên lửa bốc lên, lan nhanh ra như vậy. Bộ Tư pháp và An ninh thành phố Buenos Aires đã xác nhận sự việc trên, khẳng định rằng những tai nạn đáng sợ như thế này thường gồm nhiều sự kiện diễn ra liên tiếp, nhanh chóng, xe bốc khói, cháy, nổ, lửa lan rộng, nên khi người dân thấy có dấu hiệu khác thường là phải rời đi ngay, không nên cố lao qua lửa như những ô tô trong video. Về vụ tai nạn, sau đó đội cứu hỏa đã đến dập lửa, nhưng chiếc xe buýt cháy trơ trụi, không thể cứu vãn được, cũng may là không có ai bị thương. Shipper mất bình tĩnh sau khi bước ra khỏi quán. Ngày 20 tháng 8, Công an phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận trình báo của anh Phó Huê Vinh là shipper giao đồ ăn, 30 tuổi, ngụ Tân Bình về việc mất trộm tài sản. Anh Vinh cho biết, vào khoảng 20 giờ tối ngày 19 tháng 8, anh nhận được đơn hàng có địa chỉ là một quán ở con hẻm trên đường Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình, nên đến địa chỉ trên, dựng xe hiệu Future trước cổng quán. Trong lúc chờ lấy đơn thì có hai thanh niên bịt kín mặt đến tiếp cận xe của anh Vinh. Sau đó một người bước xuống xe, khoảng 5 giây sau thì xe anh Vinh đã bị bẻ khóa, lấy đi. Lúc anh Vinh quay ra ngoài thì thấy xe máy đã bị mất.
Lúc đó tôi không còn giữ được bình tĩnh, nhưng cũng tìm cách giao nốt đơn hàng vì đã nhận. Anh Vinh nói và cho biết, ban ngày đi làm công ty, tối giao hàng kiếm thêm vì cuộc sống khó khăn. Chủ quán cho biết, đã nhiều năm mở quán, nhưng đây là trường hợp đầu tiên bị mất xe. Theo người này, ở đây rất an ninh nên shipper đã quen để xe ngoài cổng. Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm của các ngân hàng và bổ sung nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm trong kế hoạch thanh tra hàng năm. Mới đây, cử tri Tiền Giang gửi kiến nghị đến Ngân hàng Nhà nước về việc chỉ đạo thanh tra toàn bộ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của các ngân hàng, trong đó có việc bảo hiểm kèm theo hợp đồng tín dụng. Trả lời kiến nghị, Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian qua Ngân hàng Nhà nước đã liên tục có các văn bản chỉ đạo, cảnh báo, chấn chỉnh các tổ chức tín dụng tuân thủ đúng quy định của pháp luật về hoạt động đại lý bảo hiểm, góp phần đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách hàng, đồng thời tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành để quán triệt các ngân hàng về hoạt động đại lý bảo hiểm. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các nhà băng tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý nghiêm kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động đại lý bảo hiểm, đặc biệt là hành vi gắn việc mua sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm của các ngân hàng và bổ sung nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm trong kế hoạch thanh tra hàng năm. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của người dân và các cơ quan doanh nghiệp liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng. Động thái lạ của nhóm bông hồng đen khi tự lấy máu học sinh ở Hải Phòng. Ngày 20 tháng 8, liên quan thông tin nhóm bông hồng đen ở Hải Phòng tự ý lấy máu xét nghiệm cho hơn 200 người, trong đó có nhiều học sinh. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Phòng chống HIV-AIDS Bộ Y tế, cho biết ngay sau khi có thông tin ban đầu qua báo chí, ngày 19 tháng 8, lãnh đạo cục này đã gọi điện ngay cho Hải Phòng để nghe báo cáo sơ bộ qua điện thoại, sau đó gửi công văn đề nghị Sở Y tế Hải Phòng báo cáo chi tiết. Công văn được gửi sáng ngày 20 tháng 8, đề nghị Sở Y tế Hải Phòng báo cáo giải trình, làm rõ các nội dung liên quan tổ chức thực hiện, nhóm được hình thành triển khai theo dự án nào, tình hình triển khai xét nghiệm cho các học sinh, đánh giá việc tuân thủ quy định về xét nghiệm tại cộng đồng. Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV-AIDS cho biết, qua báo cáo sơ bộ của Hải Phòng, nhóm bông hồng đen đã tồn tại từ lâu, có nhiều hoạt động cộng đồng trong truyền thông, phòng chống HIV-AIDS, phát hiện người nhiễm, chuyển tuyến điều trị dự phòng lây nhiễm HIV cho người có nguy cơ cao, trong một dự án của VUSTA, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Vừa qua, họ cũng nhận triển khai một hoạt động dự án của Pháp có nội dung liên quan ngăn chặn lây nhiễm HIV cho người trẻ tuổi trong nhóm người sử dụng ma túy. Ông Sơn thông tin. Theo bà Phan Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Phòng chống HIV-AIDS, quy định điều kiện để thành lập các tổ chức cộng đồng, hướng dẫn hoạt động đã có đầy đủ, không phải ai muốn thành lập cũng được và phải thực hiện đúng quy định. Phải có giấy phép với đầy đủ chức năng phạm vi hoạt động và báo cáo chính quyền địa phương. Điều tra nghi án người phụ nữ ở Quảng Trị đổ xăng đốt tình nhân trong đêm. Ngày 20 tháng 8, Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đang vào cuộc xác minh điều tra nghi án người đàn ông bị nhân tình đổ xăng đốt gây tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Đê, sinh năm 1971, trú xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong. Thông tin ban đầu được biết, trước đó ông Đê và bà L, sinh năm 1975, sống với nhau như vợ chồng tại thôn An Tiêm nhưng không đăng ký kết hôn. Quá trình sinh sống, hai người xảy ra mâu thuẫn về tình cảm. Để giải quyết mâu thuẫn, đêm 17 tháng 6 vừa qua, lợi dụng ông Đê đi nhậu về say nằm ngủ, bà L đã mua xăng về, đổ lên người ông Đê rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát trong đêm tối khiến hai người bị bỏng, được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do bị bỏng nặng, đến tối ngày 15 tháng 8, ông Đê tử vong. Hiện vụ việc đang được Công an Triệu Phong củng cố hồ sơ, tiếp nhận điều tra. Ngành hàng không lên phương án đảm bảo an ninh dịp lễ 2 tháng 9 ra sao? Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Cụ thể, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9, ngành hàng không áp dụng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các chuyến bay xuất phát tại các cảng hàng không, sân bay trên cả nước. Lãnh đạo Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp.
Bên cạnh đó, các cảng vụ thông báo nội dung quyết định đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không, sân bay. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã yêu cầu đơn vị ngành hàng không tăng cường công tác kiểm soát an ninh, an toàn bay. Các cảng hàng không phải có kế hoạch tăng cường nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác soi chiếu an ninh, an toàn, công tác trả hành lý cho hành khách, bố trí thông tin hướng dẫn đầy đủ tại các cảng hàng không để hành khách biết và lấy hành lý đúng khu vực quy định. Ngoài ra, các hãng hàng không phải xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm, bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến. Các hãng thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công bố, công khai giá bán và mức giá bán vé theo quy định. Bắt xe công nghệ đi làm, cô gái gãy xương khắp người. Do có việc, cô Tiểu Linh ở Trùng Khánh, Trung Quốc nhờ đồng nghiệp đặt hộ chiếc taxi công nghệ để di chuyển. Thế nhưng do tài xế chạy quá tốc độ và đường nhiều ổ gà, hành trình khá gập ghềnh, cô Lâm liên tục bị va đập trong xe. Thậm chí có những lúc sốc nảy khiến cô đập đầu vào nóc xe và ngã ngửa ra sau. Ngực và thắt lưng cực kỳ khó chịu. Sau khi đến chỗ làm, cô Lâm đau đến mức không thể xuống xe nên được đưa thẳng đến bệnh viện. Tại bệnh viện, bác sĩ xác nhận đốt sống ngực và thắt lưng của cô Tiểu Linh bị gãy nhiều chỗ, thương tật cấp độ 9 và cần được điều trị tại bệnh viện ngay lập tức. Sau khi điều trị đầy đau đớn trong bệnh viện, cô Tiểu Linh đã kiện tài xế hãng xe công nghệ, yêu cầu bồi thường. Mới đầu, hãng xe còn từ chối đơn khiếu nại của cô Tiểu Linh vì cô không phải người gọi xe, song sự việc căng thẳng họ phải nhượng bộ. Luật sư của cô Tiểu Linh chỉ ra rằng, con đường xảy ra vụ việc thường có các xe tải lớn chạy qua, tạo thành những ổ gà, ổ voi, di chuyển tốc độ cao sẽ khiến người ngồi trong bị va đập mạnh. Mới đây, phiên tòa xét xử vụ việc diễn ra, tòa án phán quyết rằng nền tảng gọi xe trực tuyến phải chịu toàn bộ số tiền bồi thường và bồi thường cho Tiểu Linh 230.000 nhân dân tệ, khoảng 752 triệu đồng. Bởi dù không phải là người đặt xe, nhưng cô vẫn thuộc diện hành khách được chấp thuận bởi người vận chuyển trong quy định. Vì vậy, nền tảng cũng cần bồi thường, chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô Tiểu Linh. Giá thức ăn gia súc nhiều lần tăng, giá sữa vẫn đứng im, nông dân thành phố Hồ Chí Minh thua lỗ. Với trang trại gần 300 con bò vào năm 2020, mới đây ông Hà Văn Ri, ấp Phú Thuận, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh phải bán hơn 200 con để trang trải cuộc sống và duy trì chi phí thức ăn để nuôi số bò còn lại. Trại bò của ông thu nhập trước đây có lên tới hàng tỷ đồng một năm từ bán bò giống, bò thịt và sữa tươi, nhưng nay chỉ cầm cự qua ngày. Giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao khiến người dân chăn nuôi đối diện với nhiều khó khăn. Giá sản phẩm đầu ra, người chăn nuôi đang thua lỗ. Theo ông Ri, trước đây mỗi con bò giống ông bán cả chục triệu, nay không có người mua đành bán bò thịt với giá thấp rất nhiều. Nhiều khi cầm không được nước mắt khi bán bò con với giá rẻ, nhưng cần có tiền mua thức ăn duy trì đàn bò nên tôi phải bán. Tiếc đứt ruột nhưng biết làm sao giờ, ông Ri ngậm ngùi tâm sự. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, thời hoàng kim chăn bò nuôi sữa của thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào dĩ vãng. Theo đó, tính đến cuối năm 2015, tổng đàn bò sữa của thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 100.000 con, chiếm hơn 37% tổng đàn bò sữa cả nước, với hơn 9.000 hộ tham gia. Trước đây, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đề án nâng cao chất lượng bò sữa trên địa bàn thành phố giai đoạn năm 2016-2020. Mục tiêu của đề án nhằm duy trì tổng đàn bò sữa ở mức 100.000 con. Tuy nhiên, khi kết thúc đề án, tổng đàn bò sữa trên địa bàn thành phố còn hơn 70.000 con, giảm bình quân 6,1% trên năm. Và hiện tại, đàn bò sữa của thành phố chỉ còn 40.000 con. Với thực trạng này, đàn bò sữa sẽ tiếp tục giảm. Mặc dù hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đã xác định bò sữa là vật nuôi chủ lực và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là trung tâm sản xuất giống, cung cấp con giống bò sữa cho khu vực phía Nam. Ukraine đang hợp tác với Thụy Điển để sản xuất xe bọc thép CV90 nhằm hỗ trợ lực lượng Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20 tháng 8 thông báo Kiev đang hợp tác với Thụy Điển sản xuất thiết giáp chiến đấu CV90. Hôm nay chúng tôi đang làm việc cả ngày ở Thụy Điển. Vũ khí cho các chiến binh của chúng tôi là điều quan trọng nhất. Xe bọc thép CV90 là phương tiện tuyệt vời. Ukraine không chỉ nhận cung cấp từ các đối tác mà còn sản xuất chúng ở Ukraine, ông thông báo khi đang thăm Thụy Điển. Ông Zelensky cho biết Kiev đã có một thỏa thuận mới với Thụy Điển về việc sản xuất CV90 tại Ukraine. Thụy Điển trước đây đã cam kết chuyển 90 xe chiến đấu bộ binh cho Ukraine. Những vũ khí mạnh mẽ đang phục vụ chúng ta hiện nay, chúng ta phải bản địa hóa và tự sản xuất, ông Zelensky cho biết. CV90 được gọi là quái vật biến hình vì nó vốn không phải là tên của một loại xe cụ thể, mà là tên gọi chung cho nhiều thiết giáp được xây dựng trên chung một khung gầm CV90.
Điểm nổi bật trên chiếc xe này, nó có thể có nhiều vai trò linh hoạt dựa vào việc thay đổi các mô-đun trên xe. Ví dụ, CV90 có thể đóng vai trò như thiết giáp chở quân hoặc xe chiến đấu bộ binh. Tuy nhiên, chỉ cần thay đổi mô-đun tháp pháo trên xe, thì CV90 sẽ có khả năng hoạt động như xe tăng. Với khung gầm CV90, dòng thiết giáp này nặng trên 22 tấn, có tốc độ di chuyển tối đa 70 km/h, phạm vi hoạt động có thể lên tới 900 km. Ngoài ra, CV90 còn có khả năng bơi với vận tốc 5 km/h và có thể chở 8 binh sĩ trên khoang cùng kiếp xe 3 người. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!